Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho các anh em tham gia một chuyến này góp nhận 1 triệu tốc cần có nghĩa là đắt cho tất cả anh em, dành cho 3 người ưu tiên sau khi chương trình này góp nó kết thúc thì phần quay đầu tiên cho 3 người các bạn. Rồi để tham gia hôm nay mình liên hệ mô tả bấm nút start, bấm nút ta này các bạn. Rồi các bạn lướt cấp trai các bạn. Sau khi lướt cấp trai xong thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh kênh group, kênh seller này mà do kênh group nữa. Hiện tại thì có 276 người các bạn. Rồi các bạn follow Facebook Medium luôn các bạn. Mình follow Facebook các bạn. Các bạn gỡ là 10 bạn bè các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi mình follow Medium thì các bạn dùng phần mềm VPN các bạn. Các bạn lên Sydney gõ VPN là nó ra một cái phần mềm tool VPN các bạn, phát IP mấy thì các bạn bấm vào một kết nối tự động nó VPN các bạn qua bên nước ngoài các bạn. Rồi các bạn bấm follow cái đít các bạn. Các bạn bấm vào Netflix mini tên. Rồi bấm done. Tiếp tục thì gỡ đường link này từ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào trang cá nhân các bạn, vào chia sẻ các bạn, copy từ Twitter của mình nha các bạn. Vì mình đã sang những cái username qua bên Zalo các bạn. Đặng lấy cho nó dễ chứ các bạn. Nó kia mình lấy đảo nó vòng vòng kiểu lâu lắm các bạn ơi. Rồi thì các bạn copy từ Twitter nè các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn gửi cho bot nè các bạn. Cái này một kẹo khá là ngon các bạn. Tiếp tục thì đường link profile username Facebook thì các bạn vào trang cá nhân Facebook của bạn, vào setting các bạn copy username Facebook của tất cả các bạn á. Bạn nào không biết thì xem lại những video mình hướng dẫn các bạn lấy username các bạn. Mình copy này cho mau các bạn. Các bạn chạy xíu nha bạn. Rồi bạn gửi các bạn. Sao nó nhảy tao lao hoài. Tiếp tục thì submit username minimum thì profile minimum thì các bạn vào trang cá nhân các bạn sẽ gặp nha bạn. Để copy nè. Minimum thì các bạn chỉ lấy username thôi các bạn. Các bạn dán đường link profile nè. Đặt nè các bạn. Rồi tiếp tục thì profile username đấy. Các bạn. Profile username Reddit thì các bạn cũng dễ thôi các bạn. Mình hướng dẫn các bạn lấy luôn các bạn. Bạn nhập vào Reddit nè. Bạn nhập vào đây nha các bạn. Các bạn follow xong các bạn nhập vào ba cho gạch bên cùng nữa các bạn. Phan nha các bạn. Các bạn follow xong các bạn nhấp vào bài bên cùng nữa các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy username mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn copy nha các bạn. Các bạn sao chép nha các bạn.
Rồi bạn copy hết nha bạn, bạn bắt từ đây nè bạn. Bạn dán vào nha bạn. Username mình bỏ dấu gạch nha bạn. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục bạn gửi địa chỉ với NH nha bạn. Bạn dùng địa chỉ với Chuk Wallet, Maser Wallet, MetaMask. In tôi cần các bạn copy cho NH cho mình nha. Bạn copy địa chỉ NH bạn nè. Bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt đắp lại các bạn bán bot lên nè. Lâu. Rồi các bạn gửi địa chỉ hay tắt mình đây vô này nha các bạn. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi bấm cho set tiếp nè. Mình sẽ thể nhận được 1 triệu tôi cần hiểu đáp này các bạn. Vậy video này cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Minimum không quan trọng hơn tất cả các bạn.